đấy là với cái trường hợp mà đối tượng là cầm bóng chày, gậy bóng chày như thế này. Thế thì với cái trường hợp mà cầm thế này, như thế này này, như này, chơi vào thế này, vút chéo, bởi vì cái bóng chày này khi mà vụt ấy, cái lực ly tâm nó rất là lớn, cái phần này nó nhỏ này, càng lên trên thì là lực ly tâm nó càng mạnh này, vụt rất là kinh khủng, hiểu không? Thế bây giờ mình phải làm cách nào? Lực ấy ở đây nó càng mạnh, càng bên đây nó càng nhẹ dần, đó chưa? Mình phải sấn vào, mình phải tiến lại gần cái phần yếu này để mình khống chế nhá. Ví dụ như là đây là cái cách mà chống gậy, đao, kiếm, mã tấu, hầu hết là ai cũng sẽ gặp phải trong tất cả các tình huống thì chúng ta sử dụng chung thôi. Như sau này, tiến đây, đấy, nha, bây giờ nha, rồi lên bước một bước lên vút này, đó, một phát là đi này, rất đơn giản. Cái hướng dẫn này mình đã hướng dẫn khá là nhiều rồi, khá là nhiều ở các video khác, nhưng mà mỗi video mình cần phải cập nhật đầy đủ cái nội dung để cho các bạn làm sao mà các bạn là trong chỉ cần xem một video các bạn đã đủ cái kiến thức rồi. Mà mỗi video nó là một cái binh khí mà, nhưng mà cách sử dụng nó là chung. Đó, võ thuật mà, võ thuật là vô biên. Đó, ok, lên này, vào trong này này, ok. Đó, nào, lại nhá, mình có thể thơm được bạn ấy luôn đấy. Nào, bây giờ lên nhá, lên chỉ này, đỡ tay này, lên này, lên. Đấy, đấm vào đây, sốc vào đây, thấy chưa, sốc vào này, đấm này, ngửa tay sốc ngược lên này, ok. Thậm chí là có thể vòng qua đây, ôm lấy này nhá. Bắt đầu này, quay chân này, máy quay quay chân này. Đấy nhá, nhìn này, rút chân này, rút chân, quật xuống. Đó, quật xuống như này, tay phế luôn rồi này, đấm luôn, đó, ok. Đây, mặt bên này, cho các bạn dễ xem này, phải ra một khối nách, khối quá, nào, thế nào.